TikTok và TikTok. TikTok, sorry, yeah, come in. Speaking, warm up your mouth, your vocal cord, your lips, your whatever it is you speak. Okay? Alright, yeah, it should work. Khi nhóm ra hả? Okay, I'm gonna like, you know, divide you on WhatsApp luôn. Sau một đống online sư nguyên phòng hơn những thằng ổn lên thả online là cũng được xử lý. Ok, cool. Ok, fine then. Cũng được thì không sao đâu. Chị nhóm ha, chị nhóm, ok, sau lại Tú Lâm với lại Emis. What's your name? Duyên, right? Ok, Tú Lâm mình Duyên is gonna be one team, ha. Đinh and Trang is gonna be one. Okay, whoops. Exercise number one, work in pair, answer the questions. Các bạn nên cả thầy thầy ok là hai bạn sẽ được hai bạn. Ok rồi, các bạn có 5 phút chuẩn bị ha. Work. Rồi, thế nào đây các bạn nói thôi. Rồi, đối với các bạn online thì các bạn cũng như vậy, nhưng mà các bạn phải đọc một mình. Do this one on your own. Background của mình không ta? Ok, hai cái breakdown này ha. Ok. Đó, microphone của Tôi cũng được, ok, biết nào nói tiếng Anh em thầy support. Thầy ơi, thầy nói to lên giùm em vậy. Nghe chưa em, nghe thầy nói chưa? Thank you. Can you hear me? Hello? Dạ to lên tí thầy. Yes. To lên nữa. Rồi, rồi, xíu. Ok. Dạ hơi nhỏ thầy. Ok, đợi, đợi, đợi xíu, đợi, đợi xíu. Ok, đợi xíu. Just a minute, đợi thầy xíu. Alo, em nghe thầy nói rõ chưa? Alo, Dạ được rồi thầy. delay, không được rồi, đó là kiểu như bạn kêu bạn máy nhỏ quá mở không còn. À, chắc được đó, không sure đó. Rồi. Ok rồi Hơi bị e. các bạn Thầy online nha. ơi, to to lên giùm em đi thầy. Cái gì to cơ? Cái gì to em? Dạ Nói ý là thầy nói to lên giùm em. là sao được rồi. Thầy Tuấn nói nữa rồi. Alo. Em. Dạ nghe, dạ nghe. Trời là phải cầm thì nó gì vậy? Dạ em nói đi. Rồi ok, nghe chưa? Dạ rồi thầy. Dạ Oops, dạ sorry. em cảm ơn. Break room, break room. Rồi. Rồi bây giờ thầy sẽ mở cái breakout room cho các bạn ha. Ok, mỗi bạn sẽ được đưa vô một cái breakout room gồm hai người. Nhưng mà nhớ các bạn nhớ mở microphone nói chuyện với nhau dựa trên cái bài số 1 của phần speaking ha. Bài số 1 phần speaking giống giống vậy. Đâu ta, where? Foundation.
speaking. Rồi ok, 6 câu hỏi nha. Các bạn tập với nhau 6 câu hỏi này ha. Tức là mỗi nhóm hai bạn, các bạn sẽ thay phiên hỏi và trả lời nhau. Các bạn có thời gian cho tới khi thầy hủy breakout room, ok? Rồi các bạn bấm nút accept đi, thích chấp nhận vào breakout room đi ha. Các bạn có 10 phút để tập luyện phần này. Rồi, thank you. Em muốn chiếu này là Đang thiếu mà. Ủa ok thầy thì nó mới hay rồi thế ok thế hiểu. thay lại lại xem thì sẽ hai Đúng người rồi, trời khác nhau có biết. Bữa là anh xài, anh có đổi setup đúng không? Anh có đổi cái setup của cái này đúng không? Hèn chi, phải đúng không? Đây là thì à, điều tương đấy tác. Như
Ok, Nguyên với Sương. Alo, sao bạn không nói gì vậy? Nói gì đó đi. Nói xong Alo. rồi thầy ơi. Ok. Nó to lên đi. Ok, Nguyên có hỏi một câu rồi hả? Nguyên hỏi lại câu đầu tiên cho thầy thử xem. Nguyên hỏi câu số 1 cho thầy rồi. Hỏi bạn Sương câu số 1. Do you like Sướng, right? actually, I want to traveling the most because I think natural is the most place to experience my life. So I would like to traveling. Ok, Sương tiếp đi em hỏi bạn một câu thứ hai để xem là hỏi bạn một câu số hai hoặc là nếu để hỏi ngược lại là how about you? Khi Sương hỏi how about you thì Nguyên sẽ trả lời là câu y chang giống như Sương á, là câu số 1 á. So how I really like traveling because it helps me reduce stress and express my inner feelings. In addition, it's a great way to temporarily forget all my pressures from daily life. Ok, tiếp được, các bạn cứ Do you like to travel alone or in a không nói đâu. Yep, ok. Thảo. Alo, Thảo. Yes. Ok, rồi. Hai bạn nói xong chưa? Xong rồi hả? You sure? Rồi, Thảo ơi, ok. Thì sao em thử một câu nhé. Ok. Câu số 1. Do you like traveling? I keep on traveling a lot because when I travel, I can learn new culture and cuisine and landscapes. Landscape is a good purpose when I traveling. Ơi. Ok, thank you, good job. Rồi, ok, Thảo tới lượt em hỏi một bạn khác cho thầy, hỏi hỏi bạn Hưng đi một câu bất kỳ. Vậy em mở câu hỏi. Cô em hỏi thầy câu số 2 đi. Do you like to travel alone or in a group? I love to travel in a group more than alone. Although I love both, because sometimes I want to travel alone to enjoy by myself, and I need my own place to thinking or relax. But sometimes I travel with my friends or my family, and it's quite interesting to go anywhere you love with your friends and your family to enjoy together. Ok, thank you, good job. Ok, tiếp đi hơn hỏi bạn Thảo tiếp đi. Forward, back and forth tiếp đi. Thảo, tới đâu luôn? Yes, tiếp đi. In which season do you refer to travel?
Alo, ok. Ok chị. Oh, you want it? Okay, hơn quá, không ai gật đầu á. Should work. Yeah, let's go with the wheel. Gia đình, right, okay. Gì right, okay. Duyên Tú Lâm, okay, so Sương Thảo and Hân, right? Còn bạn nữa ta? Sương Hân Nguyên, okay, so too many people. Trời ơi, bao nhiêu vậy? Jesus. 9 người, oh my god, đông quá vậy? Chào. Sure about that? I shouldn't say that. Oh my gosh, I'm said that. This is gonna create like pressure on other people. Shouldn't have said that. Didn't even know that one. Người ta. Ok, rồi check lại ha. Các bạn online đã vô lại rồi chứ? Right, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ làm như thế nào? Thầy sẽ xoay cái này. Ok, gọi là spin this wheel. Ok, bạn đầu tiên sẽ là người được trả lời câu hỏi đầu tiên do thầy hỏi. Sau đó, thầy sẽ tiếp tục. Không sai, nếu không sai nữa, bạn đó sẽ gọi một bạn bất kỳ trong lớp và hỏi một câu bất kỳ như vậy ha, cho tới khi nào mà tất cả các bạn đã đều trả lời một câu và hỏi một câu. Ok, so để cân bằng thì sẽ xoay bánh này cho các bạn ha. I'm gonna do this one first. Rồi. It should work. Yep. Oh, ok, it's Nguyên ha. Huh? Nguyên is the first one. Alo, Nguyên, em nói nghe nói không? Alo, phản ứng. Phản hồi Có nghe. không? Thì có Hello. Ok, cool, thank you. So, rồi. Nó sẽ có một cái cuộc thi đua nhỏ vậy ha. It's gonna be a small competition. Các bạn, tất cả các bạn ngồi nghe nhé. Các bạn sẽ ghi lại cho thầy tất cả những liên từ. Ten voice. Các bạn nghe bạn Nguyên có sử dụng được ha. Ok, không áp lực gì đâu nhưng Nguyên, ok, không cần phải áp lực nha em. Không dùng được cũng sao đâu, thầy cười em nói không vậy. Cool. Rồi, Nguyên, câu số 1. Do you like traveling? Well, I really like traveling because it helps me reduce stress and recharge my batteries. In addition, it's a great way to temporarily forget the pressures and worries from my daily life. Great job, thank you. All right, rồi. Bạn nào ghi được một conjunction như thế là hai conjunction. Good job, thank you. Rồi, chính xác, thank you Đình ha. Các bạn online đánh luôn hẳn cái đáp án của các bạn lên trên cái khung chat Zoom cho thầy ha. Ok, các bạn đánh ví dụ như được một thì các bạn sẽ đánh số 1 giống như vậy. Hai thì các bạn đánh hai giống như vậy ha. Thì xem mình thì share em, ok thế mình nói. Ok, so should work. Ủa chưa xe nữa hả? Ok. Dạ, chính xác rồi. Đình, số nhiều nhất đúng không? Hai dòng sẽ nghe được là gì? Because là and, chính xác rồi. Các bạn đồng ý chứ? Right. And nghe được chỗ nào vậy? Ok, cool, fine, rồi. Thank you. Sương đúng không? Right. Không ta? Oh no, sorry, lộn Nguyên chứ. Ok, Nguyên đúng không? Right. Thank you. Rồi, rất tốt, có sử dụng hai conjunction. Câu trả lời của bạn Nguyên rất là tốt về cái khoản tiêu chí là nó sẽ lớn được. Không right. Rồi, thầy hướng dẫn các bạn nhé, hướng dẫn các bạn cách sửa bài hoặc là cách để xác nhận là mình làm đúng hay sai. Bao nhiêu tiêu chí nè. Pronunciation, fluency, cũng như là grammar, is the result. Yeah. Lớp mình bỏ qua tiêu chí lexical resource đi. Ok, bỏ qua.
tạm thời nha, mình chưa đi vô đó. Fluent pronunciation các bạn nghe các bạn hiểu được rồi, có ai bị không hiểu bài các bạn nguyên không? Ok thầy hiểu được rồi ha. Ok so that's your word. Fluency bạn Nguyên trả lời mấy câu? Hai câu chính xác, hai câu, two or more sentences là được rồi. Hai câu. Và grammar các bạn chỉ cần đếm cho thầy cái số lượng liên thường trên câu các bạn nghe được ha. Good work. Rồi. Because và and. Ok Nguyên, em check lại cho thầy cái cụm từ recharge my battery ha. Ok, sạc lại pin right. Ok, cool. Thử ơi, em có thể nói câu đó, cái cụm từ đó nó đơn giản hơn được không? Can you say that more in a put that in a more simple way? Hãy nói lại một cái đơn giản hơn được không? Hoặc là có bạn nào ở đây có cụm từ đơn giản hơn để nói yes, ok, cool. I'm sorry. Heal. To heal. Heal what? Heal myself, right? Okay, to heal myself. Okay, fine rồi. Thank you. Nice. Bạn bạn Nguyên sử dụng cái okay, so let's say recharge the battery được ha. Recharge my battery, which is unusual, nó hơi hơi lạ một xíu. Mình có thể nói là to heal myself vậy thôi. To heal myself để chữa lành bản thân. Okay, giống vậy. Nó đơn giản hơn một xíu mà, động từ sử dụng đơn giản hơn và không có cái so sánh này nó sẽ đỡ khó hiểu hơn rồi, nhưng chỉ có lúc đó thôi ha. Thank you. Pronunciation nothing much so far. Rồi. Thank you Nguyên. Tiếp. Another one. Vẫn như cũ nha, các bạn vẫn sẽ xoay cái à, quên, vẫn xin ghi lại cho thầy cái conjunction ha. Keyword. Oh. Pretty much is Tú, right? Ok, Nguyên, hỏi Tú câu gì đi em? Hỏi Tú xong rồi em. Ý là câu nào cũng được hay là thứ Đúng tự rồi. vậy thầy? Chính xác, câu nào cũng được. Rồi, hỏi đi em. When you visit new place, what do you like to do? Hey, when I visit a new place, unlike everyone, they will go to most attractive place. Yeah, and take a photo, but for me, I just prefer to take a nap. Yeah, and then I'll go to any place that I have found on Google Map. Yeah, and sit down and be quiet. That's all. Ok, thank you, good job. Rồi. Hai conjunction, ai nghe được? Hai. Cái gắt là nhiều hơn hai chứ, pretty sure it's more than two, hả? Ba. Bốn. Năm. Một. Ok, Tú, đoán thử xem lý do sao các bạn lại nghe không rõ được cái conjunction của em. Rồi giọng nói em khó nghe. Vậy em khó nghe là sao? Lẹ lẹ Hả? lẹ Không, ý là các bạn online này, offline này. Why? Em nói nhanh thì chậm. lẹ nhanh. Too fast, right? Một tí, a bit too fast. Chậm lại xíu. Chậm lại được không? Thử là nói lại câu đầu tiên chậm chậm thì được. Nó cứ đào lên đầu. Ok, cool, fine then. So you don't really think when you say that. Okay, which is cool, just like something I do as well, don't worry about it. But remember, nhớ nha, ok. Mình nói để đối phương hiểu. Nói để đối phương kiểu wow ngầu quá không hiểu nhất tốt cẩn thận ha. Anyway hơn ha thì nghe được ba nó sẽ bốn conjunction when because but okay. Nhưng mà nó sẽ bị một lỗi như thế này là cái câu của em nó quá dài, bit too long, quá dài, run on sentence, không biết là câu nó ngưng như thế nào. Ví dụ nhá, như thế này nè, when I visit a tourist destination, phải ngừng xíu nha, unlike most people who gì đó, phải ngừng cái I prefer to sleep, rồi ngừng cái nữa. Ok, thì em sẽ có được hai conjunction trong một câu, ba mệnh đề. Good, right? Thì để tránh cái vấn đề mà em sử dụng nhiều conjunction mà nhanh quá người ta không biết, em cố gắng tập trung làm sao đó mà nói một câu không quá ba mệnh đề. Don't make it past like three clauses, ok? Can you do that again for me? Yeah, when, who, thì đó thử. So, when I visited new place,
Unlike most everyone who like traveling a lot or take a photo, for me, I'll prefer to sleep. Good, chính xác, thank you, exactly what I'm trying to say. Ok, bạn mới nói hai conjunction là gì nữa các bạn? When là một gì nữa? Alright, really now? Okay, fine. Who? Yeah. But like most people, everyone who like to đó rồi. Hơi lạ một xíu ha, tại vì lớp mình khá chắc là mình chưa đi kỹ qua cái phần what is lại phần subordinating conjunction. Ok, thôi lỡ rồi không sao đâu. Nói chung là chậm lại em ha, slow down. Tương sẽ rất tốt, chậm lại một xíu là ok. Tiếp, next one. Trung quá hả? Trung rẫy. It's Sương, right? Hôm nay chờ đã các bạn online ha. Ok, so Tú đang hỏi Alo Sương ơi. Dạ luôn. Seasons do you prefer to travel? The season I want to travel is winter. Maybe that because the weather in winter is a little bit cold and I want cold, so I like it so much to traveling. That's it, thank you. Right? Ok, hết chị em hết chưa? Dạ hết rồi. Ok rồi, hướng dẫn các bạn nha, khi các bạn hoàn tất một câu của mình, các bạn có thể nói là that's about it. Yeah, that's what I think. Ok, hoặc là nói trang trọng là thank you for listening. Signal ra dấu hiệu thì biết là các bạn xong ha. Rồi, bao nhiêu conjunction? How much? Đình, hai, Tú, ba, Trang, hai, Lâm, no. À không nghe kịp. Ok, đồng ý. Duy. Three. Oh yeah, three. Good job. Thank you. So let's talk about like three ha. Chính xác. Sương, em có nhớ những cái conjunction em sử dụng không? Do you remember you used? Oh, sorry, sir, I forgot. Okay, you don't have to call me sir, but okay, fine rồi. Thank you. Not that old, you know. Okay, so thank you. Good job. When because so actually có and ha. Ok, so rồi lỗi của em cũng giống như của bạn Tú, nhanh của em bị run on mất tiêu, sử dụng liên từ như như là thường là các bạn sẽ sử dụng liên từ, vâng, nếu bạn những bạn mà nói nhanh đó các bạn sử dụng liên từ liên tục. Why? Lý do vì sao tại phải sử dụng liên từ liên tục vậy? Why? Confusing. Confusing, Confused, you confused, right? Ok, hơi bị rối. Whoops. Khá chắc là các bạn có khả năng nói rất nhanh nhưng cái chữ các bạn nhảy ra không kịp. Các bạn dùng liên từ để đủ như ta, nói được như ta, nữa hơn nữa ta, nữa ta. Hai từ. Chậm lại, you gotta slow down. Ok, Sương, em chậm lại, right? You slow down. When? Ok. Cold đúng không? Right? Cold weather. Vậy thôi, xong. Cold weather. Hai từ nha. Cold weather là gì nữa? Và thứ hai nữa là comfortable đi. Comfortable. Ok, so when I travel, I prefer cold weather because it makes me feel comfortable. Yep. Hai từ. Right. Hai từ là mình có một câu phúc rồi. We have one. Ok rồi, của Sương cũng giống vậy ha. Nhanh chậm chậm là em sử dụng liên từ vừa đủ thôi ha. Đừng dùng nhiều quá, nếu không câu em sẽ bị dài và nó kiểu như bị ngột ha. Just rồi. Thank you. Cold weather. Alright, Sương, tiếp. Another one. Tăng tốc độ lên nhé. Gì với câu nào nói về tới đấy? Ok, so. Oh, it's Duyên, right? Yep, ok, so Sương. Câu bất kỳ. Ok. Dạ, chị Duyên cho em hỏi là what kind of place have you visited in your life? Okay, so I am not a traveling lover, so I have just visited five or six places in my whole life. But the most memorable place was Phú Yên province.
because the beach here is still very white and fresh. So I feel like I come back home when I stand in front of Phú Yên Beach. That's it. Good, thank you. Exactly what I'm trying to say, huh? Right. Okay. How many conjunctions do we have? Three? Four. Yes. Oh my God. I'm gonna be honest, I can't keep track of that. Thầy nói hiểu thầy quên từ ok hôm nay sau nhiều chữ này. Nhiều thông tin của anh này. Nãy giờ bao nhiêu bạn thầy quên hả? Ok, sau thầy không nhớ đâu. Các bạn tự nhớ nào. Tú, liệt kê ra. Lái. I feel like lying is a conjunction. You sure about that? Joke, ok rồi. Đúng nha, actually like, well, it's actually I feel like that. Ok, nó là một dạng rút gọn, feel like, cái em gì đó. Feel like something nó một dạng rút gọn, conjunction của that or feel that I'm like, so. Good, rồi, chính xác, nice. How about you, Jane? So, verb and ba cái, good, thank you, very nice. Rồi, Lâm. The same as không được vậy em phải nói là ok you have to do that okay cool fine I'm gonna rồi ok good job thank you rồi của bạn Duyên cũng tương tự như cái này còn lại là qua well, a lot of conjunction và có một cái này ok so but so for example but I for example nguyên câu người ta say ví dụ trong một câu but I like it so I buy it ví dụ câu này ha is this the right way to say ok mình sẽ sửa như thế nào I buy it because I like it good ok tức là mình sẽ bớt đi một cái conjunction một remove one trong trường hợp này mình nên remove cái nào ok chính xác đúng không right but chính xác cái này I like it so I buy it right thường thì các bạn sẽ bị lộn cái lỗi nâng cao đó, là khi các bạn đang nói cái vế trước là sao ví dụ như I like it đi ví dụ I like it ha huh? I have no money được chưa ví dụ câu này đi I want to buy it thì ví dụ như bạn thử nha này đi tôi thích nó tôi muốn mua nó tôi không có tiền đúng chưa rồi có thấy ba câu này nó liên hệ là cái này với cái này và hàng này với cái này see nhưng thằng I like it với I have no money có liên hệ nhau được không? Đi. Right. Vậy nên sẽ bị khó ở chỗ là nếu các bạn nói liên tục như vậy thì các bạn sẽ bị thừa một cái conjunction đâu đó. Right. Thì các bạn bắt buộc phải chọn một trong hai thôi. Because I like it. Because I like it, phải I want to buy it. Chính xác. Hoặc các bạn sẽ chọn như thế này. Các bạn sẽ chọn như thế này. Được chưa? I like it. I want to buy it, but I have no money. Okay. Các bạn bắt buộc phải hy sinh một câu trong đó là câu đơn. Hoặc có cách tịnh xịn hơn nữa là các bạn làm gì? Hả? However hả? Ok, cũng được giá. Yeah. Đúng, chính xác. However đó. Mình đổi conjunction, mình không có đi nói dùng conjunction, mình dùng cái gì? If I add verb, được chưa? Rồi. Or, what I'm trying to say, các bạn thêm một câu nữa thôi. Không thêm một mệnh đề nữa thôi để cho nó có đôi có cặp tí so I like that thing and I wanna buy it chấm yep. Although I have no money phải I can steal okay right okay cool I can steal it's for me right I can steal from my mom right okay joke man don't do that ha đừng làm vậy nha đừng đừng steal from your mom ha I can để dành tiếng Anh là gì? I can save, được chứ? I can save up some, okay? I can save up some, okay? Hiểu không? Cái này hơi khó xíu nha. Tức là khi các bạn mắc mắc lỗi này rồi, các bạn đang cần phải chú ý là cái logic của mình khi mình nói viết câu ha. Tức là một cái câu của mình. And another one, so pronunciation is beach, beach. Okay, so you can say like British accent a beige, it was a beige, right? Australian accent beige, e, right? Beach, yeah.
Good, thank you. Cái này thôi. Well, tại vì su gái là well, tại chữ đó nó đồng âm với cái chữ kia. So you have to stress that correctly. Bạn phải nói rõ chữ đó ha. Okay, so okay, cool. Thank you, Duyên, right? Next one. Yeah, mày nói hết. Copy, just weird. Oh, it's pretty sure it's Đình, hả? Huh? Okay, so Duyên hỏi Đình một câu bất kỳ. Do you like to travel alone or in a group? Yeah. I prefer to travel in a group because when I travel in a group, I will feel more safe and have more fun. And now we don't have to repair everything alone. Good, chính That's xác. all. Very nice, thank you. Right, prepare everything alone. Chuẩn bị mọi thứ một mình. That's cool, fine. Rồi, ở đây thích đi học đi, đi du lịch nhóm mình. Who likes travel group? Who likes to do it on your own? Muốn đi mình đi ta làm. Okay, well, chính người Mỹ nha. To each their own. Thank you, Đình. Sorry, conjunction? Two, Lâm. Yeah, because no, tự giác sao, okay, so don't. Thank you, right. Because okay, ở này bị sai anh tải là sorry, okay, so mai bắt lỗi luôn, just ừ, mai bắt lỗi luôn chứ, men, bóc phốt đi, no, it's a joke. Anyway, rồi, yep, vẫn giống như các bạn ha, and why, cố gắng đừng bắt đầu câu bằng một conjunction. Cố gắng đừng bắt đầu câu bằng conjunction, diễn là được, actually các bạn sẽ làm cho nó được, đặc biệt là với subordinating, ví dụ những chữ whether, okay, rồi although, rồi kiểu các bạn có thể bắt đầu câu bằng nó nha, nhưng mà để tránh cái vấn đề mà nói câu dài quá mà không ngưng á, đừng bắt đầu câu. That's it. Don't start that one. And it's safer because là thôi đó. Thôi thế nào? Đúng chính xác. Ok, ok bạn. And it's safer. It's also safer because giống vậy. It's also safer. Or it's also giống vậy. Right. Good. Thay vì dùng chữ safe là nó mong mình hãy dùng chữ gì? Được rồi, fine, nói chung như save được ha, ok, yeah. Chữ save ổn định nha. Thì ngoại trừ cái vấn đề là bắt đầu câu bằng chữ conjunction nó khiến cho nó bị dài ra thì ok, bạn bây giờ. Good job. Prepare everything, thay vì nó là prepare everything alone, nên phải dùng được prepare everything on my own. Tự mình làm ha, on myself. Myself, right, ok, rồi. Thank you, tiếp, next one. Learn. Nên cho khó hơn ta, I think so. Okay. Who's that? It's Jang. Rồi vô mắng luôn. Yo. Would you say your country is a good place for travelers to visit? For me, Vietnam is a good place for travelers to visit because Vietnam is tropical climate, and so we have many beautiful places to travel and various delicious cuisine to eat. So Vietnam is wonderful, Wonderful. wonderful. Very nice. Thank you. Very nice. Good job, man. You really like our country, huh? Yes. Joking, okay. One said Queen, right? And the other said Vietnam, right? Okay, what's mentioned about you? What if I told you it's also dangerous? No? Không ai nói về cái khía cạnh dangerous của nó luôn. Không, không dangerous lắm, no. Joke, man. Okay, fine. Rồi. I'm just asking more stupid question. Okay, good job. Jane, right? Okay. Ngoại trừ cái vấn đề vẫn nha, vẫn bị nha, vẫn bị cái conjunction nó hơi dài nhiều xíu. Tỷ lệ conjunction với tỷ lệ mệnh đề trong câu nó bằng nhau là thấy không, là đúng, ok. Mình nhớ, được chưa? Thứ hai nữa là thứ hai nè. Let's say cuisine. Cái này hơi khó động xíu ha, thế là từ mượn cái pháp, so actually you have to say cuisine. Cuisine. Zine. Cuisine. Very nice, good job, very nice. Rồi, và collocation. Collocation là gì? Tức là
Tức là những cái cụm từ mà mình nói ra sẽ khiến người ta kiểu ồ thuận quá ta, hay quá ta, nó hay quá ta, hay là ok nói như vậy form sao lão vậy. Ok collocation của Trang ha, một số collocation bây giờ ví dụ như Vietnam has a fantastic cuisine, giống vậy á, has a fantastic cuisine. Việt Nam có nền ẩm thực rất là good, chính xác, very nice. Has a cuisine, right? Em có thể nói như thế, right? Thay vì mình dùng những cụm động từ nó hả? Ví dụ như offer, offer cuisine. Nãy em nói này không, right? Thế đó. Very delicious, okay. Delicious cuisine, delicious cuisine, okay. I don't know if it's like, em biết cái này có phải là collocation không, nhưng mà this was not. Well, cú mạng of this, right? Let's say cuisine. We have it. We do. Okay, so tính từ phải không? Yep, we don't have tính từ hả? Delicious cuisine, lắm. Excellent cuisine, fantastic, fine, superb, right? Yeah. Local, regional nè, right? Có nói ở đây có ai nói tropical nhé? Lộn nhé. Tropical climate. Very nice. So the Vietnam is blessed with tropical climate. Yeah. Đang ngựa cái là Việt Nam được ban phước những kiểu như có phước rồi trời đãi như vậy. Ok, Việt Nam has the Việt Nam luckily has tropical climate, has a tropical climate. So there's a lot of great cuisine here. Ok, good, very nice rồi. Gì đây? Ốt lại chúa. Oh my god, ốt Nouvelle lại. Oh my god, my soul. What? Biết vì sao không? Thì đúng dài. Ok, so that's it rồi. Offer. Sir. Try out cuisine giống vậy đó. Thì có một số cái này. Yeah. Collocation như thế. Chú ý phần đó. Để số các bạn bị một cái là xíu thì sẽ nói luôn. Ok. So thank you, Trang. Được chưa? Rồi. Nhớ nha. Collocation của chữ cuisine hết. Collocation of cuisine. Nãy qua sử dụng Trang đó để tìm từ nhưng mà nó vậy. Đúng. Dùng đi men, lớp này đâu cấm sàn phải đâu. Let's go. Gì? Bất ngờ quá. Surprise hả? Thảo. Vô. Trang. Hỏi Thảo gì đi em. Let's go. What kind of place have you visited in your life, Thảo? Đó, nó ngủ mất tiêu rồi. Alo Thảo ơi. Woo. I really fond of to travel and visit new place. I don't have too much time to travel because I don't have too much time to travel because I'm very busy. But Dalat is a place I usually travel in my life because in there the weather is very best and I can enjoy the lake. Okay, thank you. I could barely hear what you say, but that should work, right? Okay, bốn cái conjunction, four. Có hai cái bị, có một cái, một cặp conjunction bị thừa. Ai nghe được không? Although because, no, actually hai cái đó chấp nhận nha. Although you both mới thừa, phải chấp nhận được. Mặc dù tôi không, tôi gì ta, tôi thích điều định ta. Mà dù tôi thích yêu là tôi không có thời gian bởi vì tôi rất là bận ba mệnh đề vẫn dùng hai bớt như sau quá bây giờ bớt như sau bớt là lại tôi với sự tào lót sau gì đó sau bớt là sau bị thường rồi good job. Ngoài ra check lại microphone của em như Thảo nó bị lắc 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 sao đó. Thầy các bạn nghe cũng được, thầy nghe cũng được luôn. Ok, check lại microphone ha, mà bữa sau nhớ đi học luôn nha em, chờ em ngại cũng gì just weird rồi. Let's say tiếp theo another one. Let's go. Pretty much is Lâm hả? Huh? Okay. So, Lâm. Rồi, Thảo hỏi Lâm gì đi. Come on. Ask Lâm something. When you visit new place, what do you like to do? So when I visit a new place,
the first thing I want to do is to get to know about their history. When did they, who create them and how it was created? And the second thing I want to do is get to know about their cuisine. To like in Da Nang you have in Quảng Nam you have mì Quảng or something like that, and that's all about my idea. Good, thank you. Good job. Very nice. Có một điểm ngữ pháp mới đầu tiên các bạn nghe được không? Yes, chính xác. Good, very nice. Đó là gì vậy? Đó là câu khẳng định, câu phủ định hay câu hỏi? Oh, it's a joke. Well, okay, fine. Good. Câu hỏi nha. Who created that? How was that? How was that built? Đúng không? Right? How was that built? Câu hỏi từ từ. Good job, rhetorical question. Very nice. Đánh rất mạnh vô phần đó hả? Good job, nice. Một cái gọi là các bạn mới unlock được một cái một kỹ năng mới, một cái gọi là cái mẹo á. Okay, exactly. Hurts, right? Okay, so yeah. When in doubt, rhetorical question. Đúng không? Right. Câu hỏi từ từ. Trong bài nói chơi câu hỏi từ từ bài viết cũng được, cái sao thì bài viết thì nguy hiểm một xíu nha. Còn bài nói chơi câu hỏi từ từ vô được điểm ngữ pháp thì sẽ exactly so most good. Good job, nice. Nhưng mà khổ một cái so, you set the bar too high. Okay, em set the, em set cái em để cái là em nói hay ấy, kiểu vậy, hoặc là nói giống kiểu như sử dụng quá sử dụng quá ta giám khảo sẽ nghĩ này. Can you live up to that expectation? Em hả? Thể hiện được đúng như những gì em đã nghĩ rằng em muốn thể hiện không? Thôi nó được đó, actually can do that, right? Giống vậy, nhưng mà qua hai câu phút sau nó hơi bị ngưng thiếu đúng không? Actually cái fluency, cái ngập ngừng của nó là không quan trọng, không nguy hiểm lắm. Nhưng mà khi mà em nói dài giống vậy rồi á, cố gắng đừng ngập ngừng ha. Try not to stop or hesitate to correct what you say. Right? Tập luyện thôi em. Yeah, good job, rhetorical question nha các bạn. Rồi các bạn, ai không hiểu rhetorical question là gì hiểu trong vấn đề hả? Who created that? Okay, how was that come? How did that come about? How did that come about? Giống vậy đó. Ai say? Rồi sao say được thấy vậy? À, giống vậy đó. Oh, cool. Thêm một cái nữa nè. Thì quá khứ được. Right, tense correction, right, giống vậy. Thì khi mình sử dụng cái thì mình em set the ball too high, đúng không? Bắt buộc phải dùng cái này nè. So, chú ý là thì với lại let's say cẩn thận hơn một xíu về cái phát âm cũng như cái fluency của mình. Good job. And finally, nói công bằng mà sao phải quay hướng không? Right, ok. Cái chắc là hơn rồi đó, rồi 99% ha. Ok, thank you. Rồi. Các bạn thử gì đó đi. So, what kind of places have you visited in your life? Oh, yeah. Most places I have visited in my life is a beach, because I love beach, and I can heal myself when I hear the wave sound, and many beach holds a lot. I like beautiful sightseeing, and I love to eat seafood. So, the beach is my most joy when I traveling. That's it. Good, thank you. Conjunction 4. Đây 4 rồi lần. 5 3. Okay, cool, very nice. So 3 ha. Huh? Vẫn hơi nhiều such a bit. Các bạn phân biệt được conjunction nối mệnh đề với conjunction nối noun phrase. I like you but I don't have money. I like you and money. Cái nào là conjunction nối mệnh đề nhỉ? Good. Câu sau là conjunction nối hai noun phrase ha. Thì su cho các bạn là nếu các bạn sử dụng conjunction mà nối hai cái noun phrase thì điểm ngữ pháp của mình sẽ không được tính, không được nâng cao lên. Giống vậy.
Anyway, được nha, tốt. Right, giờ thì hỏi thêm cái để các bạn phân biệt được không thôi. Nhớ nha, phân biệt dùm này đó nha. Rồi, thêm cái nè. Từ vựng, right, most. This one is very confusing. Những cái function word này cố gắng đừng confuse nó ha. Most là một nè, các bạn biết most là gì không? The most place. Ok, và most of the places, hoặc là most places đi ha. Most of the places. Và the place I visit the most. Ba câu này có đồng nghĩa nhau không? Câu đầu tiên mình nghĩ là gì? Ok, là say hơn đúng không? Câu đầu tiên nghĩ là gì em? No. Ok, câu đầu tiên bạn Hân có dùng đúng không? Right, khá chắc câu em nói là cái nơi em đến thăm nhiều nhất, đúng không? Right. Yeah. Ok, so nếu em nói là câu tôi cái nơi tôi đến thăm nhiều nhất thì em sẽ dùng câu 1, câu 2, câu 3 đấy. Em sẽ dùng câu nào? Câu numero qua okay, so số 3 ha. 3. Tres, numero tres. Câu số 3, number 3. The place I visit the most. Most of the places có nghĩa không? Đa số những nơi. Có nha, có nghĩa. Còn câu đầu tiên có nghĩa không? Actually, no, it doesn't mean anything. Ok, the most place. Rồi, the best place thì được, nhưng mà the most thì không được. Tại most có nghĩa là gì? Là so sánh nhất của gì? More, many. Actually, more là many với much. Ha? So, nơi nhiều nhất. Nơi nhiều nhất là nhiều gì? Right. Ok, vậy cái nghĩa của nó sẽ bị hơi sai một xíu nha. Đây là function word nha các bạn, chú ý. Function word. Thầy sẽ không sửa những lỗi content word. Những lỗi mà các bạn, ví dụ các bạn không biết cái chữ restaurant các bạn nói là gì á, thì các bạn sẽ eating place sẽ hiểu. Nhưng nếu các bạn sai function word rất là nguy hiểm nha. Cẩn thận, thầy sẽ sửa những lỗi đó. Most place. Đa số những nơi tôi ghé thăm. So, còn là the place là nơi tôi ghé thăm nhiều nhất. Nơi tôi đến nhiều nhất. Cool. Rồi, tiếp nè. That's why I like to visit that place the most, được không? Được, các bạn thấy lập từ đúng không? Hơi lập xíu các bạn, the best. Được chưa? Right. That's why I really like to visit that place. Chấm hết. Cool. Rồi, có một cái lỗi này thì nói sơ qua hai này là ngữ pháp nha. Ok, thank you. Ổn em, ổn hơn. Yeah, okay. Ok, nói thôi chứ bạn bạn ổn trong tim. Ok, so thank you, good job, nice. Rồi, hết chưa? Hết rồi không? Right, thank you. Rồi, tiếp. Các bạn kéo xuống exercise number one. One để giải thích luôn. Những cái dưới đây là vocabulary các bạn có thể sử dụng. Nó giờ có ai dùng mấy trang này không? Nope, really? Ok, fine then. Rồi, hướng dẫn sử dụng những cái này nè. Basic vocabulary for different kinds of travel ha. Ok. Là các bạn sẽ dùng cái gì? Cái dòng đầu tiên, cái hàng đầu tiên á, ta gọi là cái phương tiện di chuyển, hoặc là cái từ này nó mang tính cụ thể hay mang tính chung chung? Đúng rồi, chính xác. Right, tức là từ chung chung các bạn có thể dùng để làm cái point trong câu. What kind of transport do you usually use when you go traveling? I use a lot of different kinds of vehicle. Yeah. Rồi, tiếp câu số 2 các bạn bắt đầu bước vô mấy cái này. Yeah. When I go on land, I use the car mostly, or sometimes I use the lorries. Mostly because I like to hitchhike. I don't have money. Ok, vậy đó. Hiểu vậy? Tôi đi bằng xe hơi hoặc tôi bằng xe tải tại tôi không có tiền, thích đi kéo xe tải. Ok rồi, hiểu không? Tức là qua cái cụm từ phía trên này, hoặc là cái này nè, cái row, cái rail, cái C, cái E này nè, đó, các bạn sẽ dùng để làm cái point cho cái câu trả lời của mình. Ok. Khi câu hỏi trên đây có câu hỏi nào tới tới ấy không ta? Không à. Ok, su không có hả? Lỡ có hả? Thì các bạn sẽ nhớ những cái cụm từ này nhé. Trên câu hỏi nó hỏi là what kind of transport do you use? Thì các bạn sẽ nhớ những cụm từ row, rail, C, E, sau các bạn nói thêm những cái này vô. Đó là để đỡ bí từ vựng thôi. Tiếp xuống dưới đây các bạn sẽ có một số cái cụm từ vựng collocation.
Bạn đọc sơ qua coi có từ nào các bạn không hiểu không? Visual là có cái từ này nè, từ cuối cùng á. Ok, so. Rồi, đình, right. Hả gì? Ok, lắm. Nothing. Nó là chuyến đi thì nó sẽ là chuyến là thượng lộ, ok, so là chuyến đi thôi. Động sao? How we spell it? I'm sorry. Voyage, chính xác, very nice. Ok, voyage thường mình sẽ dùng cái dạng động từ, so voyage through something, ok. Các bạn học voyage cũng được nha, ok, voyage. Để phân biệt dễ hơn, voyage có thể dùng làm động từ hoặc danh từ, nhưng để phân biệt, động từ là voyage, danh từ là voyage, very nice, ok, rồi. And thêm cái nha, ok, so, thượng lộ bình an. Bon voyage. Ok, bon voyage. Yeah, nghe friend, ok, so, tự mượn mà, ok, bon voyage, thượng lộ bình an. À, luôn nghe, chúc, ok, rồi. Tiếng Anh có cái nào, cái equivalent của nó là gì đi không? Have a safe trip, đúng rồi, nhưng have a safe flight, very nice. Be safe. Hả? Be safe, phải em be safe nghe ghê vậy, một khi quán cậu be safe kiểu như có chừng nguyên, có chừng nguyên. God speed. Tới anh ta, như có không đấy, ok, so, chả nhớ được, ok. God speed là gì? God speed. Thường lộ bên này thì the same thing, ok, so, God speed, bây giờ rồi, ok, yeah. Với tốc độ bàn thờ nha, not that one nha, đừng nha. Không nha, ok, no that one, ok, no that you thought that, không nha. Godspeed có nghĩa là an toàn, thượng lộ bình an toàn, đến nơi đến chỗ, ok. Unchained Melody, biết thêm for more information nghe bài Unchained Melody ha, ok, so. Chúc nghe rồi, được chưa? Thì những cái này ta gọi là những cái từ collocation để dùng trong cái bài của mình. Ở với level foundation thì gần như không cần phải phân biệt bốn điểm cái vị bốn từ này đâu, bạn chỉ cần dùng là đứng lập từ được hết. I went on a trip, I went on a travel, I went on a voyage, I went on a journey. Cái cần sử dụng đúng là cái từ này nè, chú ý nha. This one. Go on. Went on. Yeah, but take. To go on, to take a trip, to have a trip, to go on a trip. Yeah, rồi nhớ ba cái động từ đó sử dụng ha. That's it. Rồi tiếp. Dưới đây cũng vậy luôn. Thử nha, let's go. Severely delayed nghĩa là gì? Em biết cái từ good, chính xác, bị trì hoãn, cái bị delay, ok, xong lớn này nó là delay cho nó ngầu đúng không đấy, chốt nên không được vậy nha, trì hoãn nha. Stuck at the airport là gì, lý do vì sao? Because what delay đúng không, chính xác, very nice. Rồi, ngoài lý do delay còn lý do gì để các bạn bị stuck at the airport nữa không? Là delay do bắt qua đời đúng không, right? Excess in passenger, đúng rồi, right? Excess in passengers route, ok, yeah, chính xác, vẻ này, đông một khách đúng không? Các bạn bao giờ nghe cụm từ layover chưa? Layover là gì? Hả? Là mày ngu đêm trộm men, layover. Layover là giai đoạn trung chuyển. Bay đây qua Mỹ 20 tiếng, hết 15 tiếng là layover ở Đài Loan, nói giống vậy. Okay, bay 5 lần, 5 giờ, còn 15 giờ phải ngồi đợi. So a layover, period, Đài Loan. Ví dụ là em nô trên mấy bìa đó, em nô rồi, ok, put me up là cái gì, cho từ đúng, ok, put me up, right, ok, cung cấp, put me up thì cung cấp hoặc là chiêu đãi hoặc là đưa tôi gì đó, tự nhiên nó đưa tôi này đó, ok, put me up, cái này là phrasal verb mà ở dạng là informal nhé, không dùng trong writing nhé, trong speaking dùng thoải mái nha. Và thêm cái các bạn nó đồng nghĩa với hook, hook me up nha, hook me up, hook me up, ok, này là kiểu như là well thử chiêu đãi tôi bằng đi á, ok, rồi mà nếu các bạn da đen thì dùng lại African American ha, ok. Joke, to be joke nha, ok, chuẩn bị cười nè, hook a brother up, right, a sister, được chưa, à yeah, hook a brother or a sister up.
Ví dụ như các bạn vô restaurant đúng không, các bạn muốn gọi món luôn, các bạn muốn cho ngồi, các bạn sẽ nói là hook a brother up with a pastor, giống vậy đó, hook a brother up with pastor, tức là tôi muốn ăn pastor đã xong đấy giờ rồi. À pasta ấm. Không biết đâu, ví dụ thì không biết cái món nó gọi là thế nào. I know how it's called, I don't know how it looks like. Pasta, ok em đâu rồi. Nhớ nha, cái bất kỳ hóa nha, có khi các bạn sẽ nghe ở bên ngoài ta nói như vậy, trừ khi các bạn da đen, còn các bạn dùng. Let's go. Put me on standby là gì? Cho tôi vào danh sách. Chờ, standby, chờ người khác, được chưa? Early morning, get a seat. Đúng rồi, chính xác là kiếm được chỗ on time. Oh, you sure about that? Ok, good, chính xác, đúng giờ ha. Đúng giờ. Các bạn phân biệt được giữa on time với in time không? Ừ. Đúng rồi, on time là đúng giờ, còn in time à, có nói qua đây chưa? Cái ví dụ đám cưới á. À, hiểu nhỉ? Ok rồi, tiếp, let's go rồi. Turbulence. Đúng rồi, chính xác, lắc lư ha, nếu bay bị sai do nó lắc gây cái bay mình lắc tiếp. Bumpy landing. Đúng rồi, hạ cánh đâu mong, ok, bumpy hạ cánh không được êm ái cho lắm. Good, chính xác, nice. A bumpy ride cũng được nha. Cái turbulence này các bạn sẽ dùng là bumpy ride. Đúng rồi, chính xác, a bumpy ride. Bumpy này biết không? Ok, good, tại sao nãy được biết không? Tại do nó có cái bum á. Cái bum là cái danh từ ha, ok, so the bum. Bum là danh từ, có nghĩa là những cái g giảm tốc đó. Vậy trên xe mà các bạn đúng g giảm tốc là các bạn sẽ bị so it's called bumpy. Rồi tiếp. Airstick là gì? Hay máy bay cái ướt. Airstick xe máy bay. Xe tàu. Seasick. Seasick. Mình sẽ cộng với cái gì? Mình sẽ cộng cái nơi chốn rồi, cái là environment với chữ sick. Airsick, say máy bay. Seasick. Carsick. Xe homesick. Đúng rồi, nhớ nhà bao nhiêu bữa nay homesick nhớ nhà. Chốt rồi. Jet lag là gì? Mà really? Ok, so tất cả các bạn nói là cái triệu chứng symptoms của jet lag. Jet lag có nghĩa là sai múi giờ, bị lệch múi giờ, bị lệch múi giờ, jet lag lệch múi giờ. Ok, cool. Rồi nãy giờ không ai dùng cái này đó, vì tại không ai thấy. Ok, so let's tiếp, let's go. Rồi các bạn sẽ thấy là dưới đây nó ví dụ cho bạn. Rồi, kéo xuống dưới cho thầy exercise number one, match the sentence beginning ha, with the gì đó. Ok, rồi. Các bạn có 2 phút để làm cho thầy bài này ha. Yep, 2 minutes. Oh my God. I'm like. Friends. Oh Jesus. Câu B nó có đây á, cái này là đây á. And they have nothing to eat. Và các bạn online post đáp án luôn trên ghi cùng chat này luôn hả?
Yeah, it should work, right? Câu số 1, anyone wants to volunteer? Ok, để thầy ha. Số 1 là D, được chưa? Rồi, hiểu rồi. Ok, rồi thầy đã dạy mấy bạn câu số 1 rồi nhé. Giờ bạn làm câu số 2. Number 2. Lần. A mechanic came to help them. Okay, good. Rồi đọc lại một nửa với thầy nghe thử xem. Very nice, good job. Rồi, good. Câu số 2 sẽ là air. Good. Mechanic là thợ máy. Okay. Broke down là xe hư. Tiếp câu số 3. À, hú. Rồi, em đòi em. Là Tú, yeah. The flight was canceled. Canceled. Đúng rồi, chính xác. Very nice. Cancel là âm cuối này là so cancel. Very nice, good. Air traffic controller hoặc các bạn có thể viết tắt, các bạn sẽ gặp được viết tắt nó là ATC nhé. Kiểm soát không lưu. ATC, bây giờ ATC. Air traffic control. Air traffic control. When on strike là gì Tú? Hả? Lương thấp, làm thêm giờ, không chịu. Lá đình công, chính xác. Hôm nay biểu tình đình công, when on strike nha các bạn. To go on strike, đình công. Yeah. Thank you. Tiếp câu số 4. Đình. Good, chính xác. Very nice. Được chưa? Rồi, đình đọc lại thầy nhé. Buffet. Ok, cái này hơi ngựa xíu ha. Ok, cái này là từ mượn tiếng Pháp thì nó đọc theo ngựa ngựa xíu. Buffet. Em muốn ngựa hơn đúng không? Cái cô phải buffet. Buffet. Rồi, buffet các bạn. Ok, là buffet bị gì? Đóng cửa. Ok, so không có gì ăn ha. Buffet ha. Cái mẹo nè, mấy cái từ mượn tiếng Pháp các bạn đọc theo kiểu như bỏ bớt cái âm cuối này là xong. Buffet, cái gì? Biết luôn, chịu em, kiểu em like sao học á. Did a bit of research, yeah? Okay, so do your homework. It's a joke, man. Rồi, tiếp, thank you. Câu số 5, mẹ online coi. Hơn. Số 5. À, okay, good. Right, okay, so. Đúng rồi, ferry là gì các bạn? The ferry, what does that mean? Cái phà, okay, cái phà nhé. Anh đi phà bây giờ rồi, đi lên. Cool, very nice, ok, cool. Phà hết chỗ nên họ không thể kiếm được. Đúng rồi, cabin là cái phòng ở trên cái phà ha, ok. Ở Việt Nam mình có, đúng tiền đâu lúc đáp one, ok, Việt Nam mình phèn, không có phòng như phà đâu. Em sẽ đi phà. Mời như sếp ơi, chậm mọi người cũng không có chỗ mà ghế, có khi ghế ngồi là may lắm rồi, nhưng có phòng. Xin chốt rồi, vậy câu số 6 ha, được chưa? 6 con từ hơi lạ nè, Leonard. Em biết Leonard là gì không? Gợi ý nha. Ok, let's say well, is that nó dị lắm. Nó là một cái này nè. You know the word breakfast? You know the word lunch? So we have brunch. Ok. Là những cái người mà lười ấy, sáng dậy mua đồ ăn sáng, buổi trưa lười đi ăn trưa, ta ăn một bữa brunch. Các bạn có lunch đúng không? Bạn có dinner đúng không? Ra chữ gì? Ờ dạ chính xác đó. Xin bữa gì á? Buổi chiều tối chưa quá bữa trưa mà chưa tới bữa tối sau đó xịt rồi bữa xế mà ăn no luôn nha, chứ phải ăn vặt luôn nhé. We have the word dinner, which is weird, ha? Okay, first time I've seen this one, but yeah, okay. Dinner, modern, so they had a wonderful cruise, but yeah. Cruise là gì? Oh, a cruiser mới là tàu nha. Chuyến đi, ok, chuyến đi du lịch bằng tàu hả, ok, rồi that's it, thank you. Tiếp theo, bài tiếp theo các bạn cần làm là xuống bài này cho thầy, this one, kéo xuống cho thầy bài này nè, useful words and phrase là thấy không, rồi ok,
Các bạn không có đưa màu hả? Shrinking habitats là ok, good job, chính xác. Rồi, ý là cái bài này cũng giống như cái bài từ vựng hồi nãy thôi. Nhưng các bạn sẽ thay vì làm như vậy, các bạn làm cho thầy cái dưới đây. Ok, thấy câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 không? See? Được chưa? Các bạn sẽ thay thế cái cụm từ gạch dưới đó bằng cái từ vựng ở phía trên. Ok. Các bạn làm như thầy 4 câu đầu tiên thôi. Cái từ gạch dưới nó đang là định nghĩa, các bạn chỉ cần thay thế cái định nghĩa đó bằng từ vựng, hai mươi mấy từ vựng ở trên là xong. Nuke. Nào, các bạn online hãy post lên giống như vậy nè. Ví dụ câu số 1 ha. Carbon and gas, right? Ok, các bạn sẽ post như này. Ví dụ sử dụng cụm từ let's say CO2 emission đi. Emissions by cars and factories is a major problem. Đó, mình sẽ sử dụng cái cụm từ là CO2 emissions để thay thế cho cái được gạch dưới câu số 1, và mình sẽ sửa nguyên một cái câu đó theo cái cách viết của mình luôn. Rồi, ok, should work. Đọc cho thầy câu số 1 với bạn lên ha. Trang, câu số 1. Emissions, yeah. Is carbon dioxide gas from Good, thank you. Sửa lại nha. Carbon emissions put out by cars, được chưa? And factories. Rồi ghi lại phía sau là xong. Carbon emission là khí xe, khí khí thải carbon ha. Rồi ok. Xe có thải ra khí CO. Khí CO2. Ok, so nếu mà cả thải cả hai loại các bạn có quyền ghi carbon emissions. Nhưng mà nếu chỉ có một loại thôi các bạn phải ghi thành cái loại đó đi. Ok, rồi tiếp number 2. Let's say Nguyên là cái thầy có số 2 đúng không em? Hello Nguyên, yeah. Ủa Nguyên nghe rồi nè.
Câu hai là these flowers here are endangered species, so it's illegal to pick them. Rồi, thank you. Chính xác. So it's legal to pick them. Very nice. Good job. Okay. Thank you. Đố các bạn biết nha. Species này là danh từ số ít hay số nhiều? Ôi, sorry, lộn. Danh từ đếm được, không đếm được chứ. Đếm được nha. Nó là một với emission là hai nha các bạn. Được chưa? Right. Species này đếm được nhưng mà số ít hay số nhiều đều vẫn giữ nguyên một chuyện species nhé. Và ở đây mình sẽ có là flower số nhiều, so are. Ok. Endangered species ở đây là số nhiều luôn. Ok, cool. Ủa gì vậy? Ủa, cứng vậy? Emissions cũng vậy luôn ha. Emission là danh từ. Actually, sang là danh từ không đếm được đó. Nhưng mà nó có S cả. Nó một dạng danh từ đặc biệt nha. So, be careful with that. Rồi, tiếp. Thank you. Good job, Nguyên. Câu số 3. Hân. Number three. A lot of wild animals have to survive in shrinking habitats. Good. Chính xác. Have to survive in shrinking habitat. Good. In shrinking. Shrinking habitats. Good job. Thank you. Rồi. Good. Nice. Và câu số 4. A lot of Patagonia is a pristine environment. Good, chính xác. Very nice. Okay. Is a pristine environment. Okay, rồi. Thầy gợi ý nha. Câu này phải sửa thêm một xíu nữa cho nó hay được là tại vì cái pristine environment có nghĩa là chưa bao giờ được khai phá hoặc là kiểu như là chưa từ hoang sơ tự nhiên á. Thế bạn thay vì dùng động từ to be, các bạn dùng động từ remains. Yeah, remains. Vẫn còn là, chưa bị, vẫn còn là, right? So, Patagonia là một cái địa điểm, một cái danh từ riêng đó thôi là rất nhiều, đa số vùng này vẫn đang còn lá, là cái vùng rất là hoang sơ, hẻo lắm, đẹp. Được chưa? Phú, các bạn hiểu cách làm này chưa? Bài tập về nhà của các bạn ha. Hôm nay là buổi thứ mấy rồi ta? Buổi thứ ba của phần speaking rồi, đúng không? Rồi, có một bài tập ở nhà duy nhất thôi. Nhưng mà cái bài đó muốn làm được theo tiêu chí thì bạn sẽ phải làm như thế này. Homework, see? Thấy không? Các bạn sẽ ghi âm cho thầy 7, trả lời 7 câu này cho thầy ha. Yêu cầu nè, các bạn sẽ dùng cho thầy những cái cụm từ ở trên đây. Được chưa? Và nhớ không mắc những lỗi liên từ quá dài như nãy giờ thầy sửa cho các bạn. Ok. Rồi. Wow, deadline lần tuần lần á cho nên quá ok gì nha. Nào em. What? Mấy nãy hả? À, cái những cái này thực sự là qua nó hẳn là trên lớp á mà tại thầy dạy không kịp á. Anyway, thầy sang gian á, các bạn có thể đem cái này về làm bài tập nhà. Nhưng tự sửa đi miễn thì dễ mà nhiều. Rồi làm đi, ai có câu hỏi của mấy cái này là câu hỏi cũng được. Online hả? Messenger, đúng rồi, Messenger, Zalo này không bao giờ nó báo gì hết. Điện thoại cù thì nó như vậy, ok so. À, ok, yep. Rồi, có ai có hỏi gì không? Anybody has any question? No? Ok, probably fine rồi. Thank you. Ok, probably see you on Saturday. Good work. Thank you. Rồi, yay. Oh, yeah. Đúng rồi nè. Thảo nó mất tiêu rồi. Ok, thank you. Thank you. Goodbye. Thảo đâu rồi, trời ơi. Hello Thảo, no, you don't say shit. Okay, so let's go. Nốt lại nha. Đúng rồi. Rồi. Ok, good luck. And this one. Get it, huh?
Yeah, don't worry about it. Didn't know.